Chào bạn, mình Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái Python cơ bản bằng cái công cụ của Google, nó chính là thằng Colab. Thì giới thiệu qua một chút cái app mà các bạn đang thấy là chính là cái app trên điện thoại giúp các bạn có thể học các cái ngôn ngữ lập trình. Đó, thì cái link tải app mình sẽ để bên phía bên dưới phần mô tả. Đó. Thì ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành, nhưng là thực hành một chút về cái cách tính toán và cái cách và học lại một chút cái kiến thức của bài 10 là bài trước vừa vừa đấy, bài trước đấy. Đấy, thì cái bài 1 bài hôm nay sẽ là bài 11. Đấy, nó sẽ nôm na là tính và hiển thị cái tổng hiệu tích thương của hai biến kiểu in. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ viết một cái text trước đã. Mình viết một cái text là hiển hiển hiện bài 11 này, bài 11 tính và in ra màn hình tổng hiệu tích thương của hai số. Nói qua một chút cho các bạn nhé. Cái không biết chắc là cái này thì nhiều, chắc hồi xưa các bạn có học Word chắc các bạn cũng biết, nó là cái dấu phẩy này. Đấy, cái dấu phẩy ở đây này. Đấy, cái dấu phẩy đây quy tắc theo văn phong của Việt Nam ấy, thì cái quy tắc muốn ví dụ các bạn muốn đánh dấu phẩy thì cái dấu phẩy đấy nó phải ở sát cái chữ cái cuối cùng của thằng bên cạnh, của cái chữ cuối cùng ấy, và sau dấu phẩy sẽ là một dấu cách, sau rồi mới đến cái chữ tiếp, những cái chữ tiếp theo. Đấy là cái văn phong của người Việt Nam nó là thế. Dấu chấm cũng tương tự như vậy đó. Còn trong văn phong code thì chắc mình không nghĩ, không 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 cái này cũng không quan trọng lắm. Rồi quay lại bài một chút, thì đầu tiên mình sẽ khai báo nhé. Khai báo hai biến. Đấy. Đầu tiên là biến A này sẽ có tổng bằng à, sẽ có nhầm có giá trị 438. 438 biến B thì có giá trị bằng 636. Đấy, rồi. Tiếp theo thì là đến câu lệnh print đúng không? Print T hiển thị đây là A cộng với B sẽ bằng. Đó, thì như lần trước mình có hướng dẫn các bạn ở video trước, các bạn có thể xem lại nhá. Đó là muốn bất kể muốn muốn hiển thị ra, muốn cộng một cái kia biến in ấy vào một chuỗi ấy, thì các bạn phải chuyển cái biến đấy về dạng chuỗi trước xong mới cộng được, thì nó thông qua cái hàm str. Đấy. Nó là A cộng B. Đó, chạy thử nhá xem được gì à. Ừ. Báo sai à? À sorry, mình gõ nhầm str, sorry các bạn. Đó, nó ra kết quả là A cộng B bằng 1074. Đấy. Tiếp theo đấy thì mình xin phép mình copy một chút. Đấy, mình sẽ copy dòng này. Paste, paste, paste. Đấy. Bây giờ là A trừ B đúng không? Đấy, thì chuyển thành A trừ B. Tiếp theo nữa thì A nhân B chuyển thành A nhân B. Đấy, tiếp đến nữa là A chia B. Chia B thì đây là chia chia kiểu chia, đây không phải là chia như kia lấy phần nguyên, đây không phải chia chia lấy phần nguyên mà đây là chia phần trăm, à, chia lấy cả phần dư. Đấy, thì đây là kết quả sẽ in ra màn hình. Đấy, nó sẽ được như này. Đó, thì đây là một cái bài tập nho nhỏ của cái bài số 10. Đó, nó nâng cấp hơn một chút thôi. Đó, thì các bạn có thể tải cái app về và code theo. Đó, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chào các bạn.